Hơn lúc nào hết, bạn cần một vòng tay chăm sóc. Phòng khám đa khoa quốc tế Sài Gòn, y đức chất lượng thân thiện. Đôi mắt sáng vạn niềm vui, thân thuộc như nhà bạn. Dịch vụ chu đáo, chăm sóc tận tụy, cho bé khỏe mẹ vui. Hạnh phúc từng giây phút có con, niềm tin trọn vẹn, tận tụy chăm sóc, thiết bị hiện đại, nghiệp vụ cao, tận tình chu đáo, an tâm tin tưởng, nụ cười xinh, tự tin vui sống, tận tâm điều trị, cho làn da sáng, cho mái tóc suông. Sức khỏe tốt đảm bảo cho một khởi đầu hạnh phúc. Y học dựa trên chứng cứ. Cung cấp giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện. Hạnh phúc là khi người thân luôn khỏe mạnh, bảo vệ sức khỏe, trọn vẹn yêu thương. Phòng khám đa khoa quốc tế Sài Gòn, y đức chất lượng thân thiện.